Ok xin chào mừng tất cả các bạn trở lại kênh YouTube của mình nhé. Như các bạn đang thấy trên hình đang sắp sửa một web game mới là game kỷ nguyên hải tặc không? Thì nói chung là nhiều bạn ý kiến inbox cho mình bảo là nên chơi game này kiểu đổi gió cho kênh một chút. Thành ra kiểu game này cơ bản mình nói thân hôm nay là nó sẽ ná kiểu game mình đang chơi chính thôi. Nên thành ra cái này mình thấy cảm giác nó cũng dễ chơi thôi. Thì có lẽ mình sẽ chơi thử game này nhé. Và bây giờ sắp sửa ngày ra mắt của nó là ngày 26 tháng 11 năm 2020 không? Hôm nay mình đang quay ở ngày 24 Không biết lên video nào thì không biết nhưng mà tại cái đang quay ngày 24 Nói chung là gần đến ngày ra mắt game rồi Thì ok chúng ta sẽ cùng xem qua một chút xong cái game này sắp tới sẽ có cái gì nhé không? Tại vì chắc chắn là nhìn qua qua và thấy nó không có gì đặc biệt lắm rồi Ở đây thì tiêu điểm nó chắc là con Katakuri Là một trong những con mà các bạn bảo mình sang chơi để kiếm Katakuri để chơi thôi Thật ra mình nghĩ là <laughs> chơi vui vui không biết có kiếm này hay không Nhưng thôi mọi người bảo đi sang đúng không? nói chung ở đây có một số cái mới chủ yếu, đây, uh, chủ yếu ở đây là, chủ yếu là đây là thêm tướng này mình thấy uh, ấn tượng nhất là thêm tướng rồi còn những cái khác thì cơ bản na ná nhau thôi thì nói chung là để hỗ trợ tân thủ ngày ra mắt thì hiện tại đây mình thấy trên trang chủ người ta có ghi thông tin chính thức ở đây là là ngày 26 tháng 11 nó ra mắt nhé thì nó sẽ có hỗ trợ cho tân thủ tức là nói chung những người chơi mới ấy, nó sẽ hỗ trợ cho người ta là free vip 12 tức là nếu bạn nào chơi vua game vua hải tặc mình hay quay chính ấy thì bạn biết hôm nay là vip 12 thì phải nạp tiền rất nhiều lên để lên có được thì uh, nếu mà chơi bên này thì nói chung nó cho bạn luôn cái vip 12 đấy và tiếp tục nữa là đây là nó cho bạn thêm 100.000 vàng với thông cảm chút là mình quản lý nhóm Facebook ấy, đôi khi hơi nhiều tin nhắn gửi thông cảm nhé À free vip 12 thế cho 100.000 vàng này. Tuy nhiên là các cái web game kiểu này ấy, thường đơn vị vàng nó cao gấp 10 lần so với web game bình thường nhé Nên tâm ra 100.000 vàng của nó chắc chỉ tương tương với khoảng khoảng tầm 10k vàng hay là hay hay là khoảng 1k vàng thôi. Bởi vì cái số lượng nó bị nhân lên mà. Bạn hiểu không nào? 100.000 vàng nhưng có thể là tiêu mỗi cái là tiêu mất 1.000 vàng chẳng hạn ấy. Thì 100.000 vàng nó trở nên rất là bé. Bởi vì cái này là kiểu nó hơi lạm phát một chút thôi. Kiểu kiểu như vậy thôi. Thế ra không không vấn đề gì nhiều nhé Tiếp tục ở đây cho bạn 1 tỷ berry thì không biết berry bên này có đúng như bên kia không Nếu đúng bên kia thì 1 tỷ berry cũng nhiều đấy 3, 3 triệu chiến tích à 100.000 danh vọng à? và 2.000 lực hành, hành động Nếu mà lực tính theo kiểu bình thường ấy Cứ một lực một lượt ấy Thì sẽ rất là lâu để xử lý hết 2.000 lực Nhưng nếu mà tính như kiểu một lượt đánh mất khoảng 5 lực chẳng hạn ấy Thì lại rất là nhanh nhé Thành ra cái này là tùy xem cái thực tế ra mắt như thế nào Ta biết chính xác được không? không Còn đây là ngày chính xác ra ngắt một số cái thông tin linh tinh thôi ngoài ra bạn có thể vào cái landing này và đăng nhập để nhận quà mình thì mình lười mình chỉ xem tí rồi vui rồi mình cũng không nhận bao giờ chơi thật thì tính sao là hiện tại mình không nhận nhé mình quay trở về cái trang bên này nhé chúng ta sẽ vào tí cái trang chủ xem nó có cái gì nhé cái hiện tại đấy bảo nó có cái ngày tải nó sẽ có một cái clean gì đấy một cái, kiểu nôm nam cái giả lập để hỗ trợ bạn chơi game cho tiện hơn đấy nhưng tuy nhiên mình ấn vào đây như là chưa được đúng không? thì có lẽ là đến ngày ra game mới có hay một sự cố nào đó mà nó chưa ra mình không biết thì hiện tại mình ấn vào là không tải được đúng không? có thể ngày ra game mới có Tiếp tục đây nó có một số cái ví dụ như là nó hỗ trợ bạn số thông tin ở đây không? Thì đây cái giao diện trang chủ của nó là những cái thông tin chính. Thì đây có một cái chuỗi sự kiện sẽ mở server mới để cho bạn nào thích đua đòi, chúng ta sẽ có như sau. Nó sẽ có cái phần thưởng cho top top 1 đến top 2, top 5 và đến top top 6 đến 10 thì bên nào cũng có rồi. Để qua không biết phần thưởng bên này có cái gì nhỉ? Về mặt top của cấp độ thì bạn sẽ được 75.000 vàng này, kiến đá này, body kit này. Ok, nó tên gọi khác rồi chắc là người gom góp vật phẩm thôi còn nếu mà bạn về đấu trường thì bạn được thêm một vài và được cái kính thiên văn còn tốt về này nói chung kiểu gì sẽ có 75 k vàng cho top một còn ra được thêm số cái nguyên liệu ở đây thôi những nguyên liệu này nó là nhiều hay ít thì tùy thuộc vào ra game mình xem nó tỏi bao nhiêu để ghép nhé thì có thể vật phẩm có thể giống nhau nhưng mà số lượng có thể khác nhau nhé thì các cái web game khác nhau có những cái cách quy đổi khác nhau thì đây cái về cái nôm na mà bạn xem qua một chút cái sự kiện đua top đúng không ở đây có số cái khuyến mãi giống kiểu giống như kiểu là như kiểu ngày ngày kiểu game nó mới ra bạn làm thẻ sẽ được nhiều hơn chẳng hạn kiểu kiểu vậy một số cái gợi ý cho bạn thôi cũng nhiều một số cái quỹ một số cái vớ vẩn ở đây một số cái chuỗi hoạt động mở server nói chung cũng thế thôi lẽ vào đây mình thấy lẽ vào cho cả con A này, không biết trong con A, không biết A trong web này có khỏe không tại bạn hiểu hôm nay là các web khác nhau ấy thì cái tướng nó sẽ khác nhau nhé nếu như kiểu web uh, web này có thể nó bút con A lên mạnh chẳng hạn ấy hay thấy cái bộ thời trang này nó ná, ná cái bộ của ba Han cốc này không? mình thấy cái bộ này giống cái bộ tim tím của ba này đúng không nên là mình không biết nó mạnh hay yếu nhé hay là cái danh hiệu của kỷ nguyên hải tặc này hay là một số cái này như kiểu tựa như kiểu chắc cái này chắc tính theo lực chứ mình không biết game nó chưa ra thì không rõ lắm thời trang linh tinh pet thứ linh tinh này hay một số cái nữa là ví dụ ở đây bạn nào thẻ nó cho bạn luôn cả bộ nó này đúng không nó nhiều thứ lắm này giờ mình chưa biết được để qua xem qua qua một chút thôi còn cái giả lập hiện tại đây mình chưa tải được nhé một số cái đăng nhập thứ linh tinh mình chưa tạo ở bên này có thể xem qua chú bên này có thêm một cái là cái hướng dẫn này thì ở đây là cái hướng dẫn ở đây ấy. thì nói chung ở đây ấn vào nó sẽ có một số cái hướng dẫn cơ bản cho bạn như là, là hướng dẫn về sổ tay thì xem thử xem nó có cái gì không nhá đây nó sẽ cho bạn xem những cái loại sổ tay có thể có trong game không thì Ở đây nó có ở đây là nếu kiểu nó giống như hiểu mình nhiều lúc nay ở đây là có vẻ như bạn có những cái tướng này sẽ kích hoạt đúng không nhỉ thế như là siêu tập đủ tướng kích hoạt hay sao nhỉ trong giao diện sổ tay này người chơi thu thập đầy đủ tướng À, thời gian thứ thì sẽ được kích hoạt nói chung bạn hiểu nào đây không phải là cho bạn luôn tướng mà bạn xin được đủ tướng này bắt đầu mới tăng được chỉ số không? thì nói chung nó cũng phân ra một số cái như kiểu cuồng nộ ở đây rồi thì hôm nay những cái tầm cỡ uh, kiểu truy nã cao ví dụ như kiểu đây là toàn có xanh này dâu đen này là tứ hoàng này không Katatiri thì là con của Big Mom này không hay Rayleigh là thiền phó của hải tặc nó khủng khủng một tí còn người truyền đạt đây giống như kiểu các bậc thầy ví dụ ở đây có mắt diều hâu của thầy của Zoro hay Rayleigh là thầy Luffy Grab thì là thầy của Hải quân này hay là cái ông Hero, Her 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 cái gì đọc khó quá ông này thầy u sót ừ. cái tiếp tục cái này có là bộ thuyền phó mạnh mẽ ở đây thì có thuyền phó ví dụ như là Rayleigh hay là Jojo, hay là Katakuri hay là Savo thực ra cái này nó tính không chính xác lắm nhé tại vì như trong băng Luffy là không có xác nhận chính xác ai là thuyền phó nó chỉ là nó tính rất tương đối thôi băng Big Mom thì mình không biết là đây có tính là thuyền phó không chỉ là như kiểu đứa con giỏi nhất tôi không biết có tính là thuyền phó chưa tại vì Big Mom nó phân thành các đứa con thì mình không nhớ chính xác lâu mình không đọc truyện mình quên mất rồi thế này không biết tính chính xác chưa còn anh em thích nghĩa là chính xác rồi còn Luffy, Sabo với đây Siêu tân tinh ở đây hiện tại chỉ có lo kit với lại Luffy với lại X Drake Tức là vẫn thiếu một 11 siêu tân tinh mà ở đây chỉ có mỗi có 4 thôi. Thì nó tương đối thôi. đang hiểu hôm nào là si tập đủ tướng để kích hoạt thêm giò. Đó, thì có chắc là game này chủ yếu là gì hơn mỗi cái này không? còn những cái tính năng khác ấy, thì cơ bản tính năng khác nó giống như game mình đã từng chơi thì nói chung bạn chả cần đọc làm gì đâu bạn cứ xem nếu mà mình thực sự mình làm series về game này thì bạn xem mình bị ấn thực tế cho bạn là xem là nhanh nhất đúng không chứ bạn đọc cái này nhiều khi cũng chả hiểu đâu tốt nhất cứ vào mình vào game mình quay bạn xem thực tế thì mình có dự định là có thể mình sẽ livestream game này nhiều nhiều một chút tất nhiên có thể vẫn phải quay off nhưng tuy nhiên là còn sẽ thêm về livestream nhiều hơn thì mình đã dự kiến là nếu mình không ngủ quên ấy, thì 10 giờ sáng ngày 26 tháng 11 là ngày game ra mắt thì có thể mình livestream luôn từ lúc đấy luôn nhưng tuy nhiên là vì mình làm đêm ngủ ngày nên có thể lúc đấy mình đang ngủ thì có thể mình cũng có thể đen một tí mình không dậy được thế lại livestream buổi tối thì đang đấy mình chưa biết được thì nếu anh em nào thực sự quan tâm mình chơi game này ấy, thì có thể theo dõi ở tầm khoảng tầm 10 giờ xem mình có lịch công chiếu nhé không có thì tầm tối tại vì cái này mình không khẳng định được trước tại vì giờ mình quay video mình chưa biết hôm đấy có bận gì không hay có ngủ gật gì không mình không biết được còn nếu mà nếu thức được dậy sớm thì mình có mình livestream tối thiểu ngày đầu tiên cho mọi người theo dõi luôn đặc biệt những bạn nào chưa biết chơi có thể xem mình chơi luôn được đúng không? rất nhiên là mình chơi cái này không đầu tư nhiều đâu mình chỉ Vị trí nhẹ nhẹ thôi tại vì người ta thực ra mình chơi nhiều game kiểu này lắm rồi mình cũng thực sự là, cũng cũng không có nhu cầu đầu tư quá nhiều nữa. rồi tiếp tục đây có thêm cái nữa là cái tiêu điểm tướng nhé với gift code để cho bạn nào nạp thẻ đấy từ tùy xem bạn nào cái nào tính sau không thì giờ nó chưa ra như kiểu cái giả lập cũng chưa tải được chắc cái này cũng chưa dùng được đâu. bây giờ tiếp mai mình quay về cái chỗ tiêu điểm tướng không? từ đấy có thêm danh sách các tướng. Nhưng tuy nhiên ở đây có lẽ ở đây nó cho ra những con tướng mà nó nổi bật hơn các con tướng khác chứ còn nếu mà đúng chuẩn game vui tặc theo kiểu web game ấy mà nếu mà cái kiểu chơi na ná như nhau ấy thì cái số lượng tướng sẽ nhiều như thế này rất là nhiều nhưng có lẽ ở đây mình hiểu đông na đến những tướng người ta được uh, nâng cấp hơn nhiều hơn thì nói chung ở đây chúng ta sẽ thấy ở uh, đây có con katakuri con lạ nhất thôi xanh tóc đỏ thì ta cũng khá là hot bởi vì đơn giản là bên kia nó chưa ai lấy được thì ta có thể bên này nó sẽ hot một chút ngoài ra đây có thể thêm cái ông uh, ông vua ở trong cái tổ ở ông vua mình quên, quên tên là gì rồi Eliza Ok tên nó hơi dài một tí không Nhiều nâng cấp các tướng là bằng mũ rơm lên thứ linh tinh có nhiều thứ lắm. nâng cấp nhiều quá nhỉ Đây có thêm copy trong này cũng được nâng cấp lên nhỉ Đây có Silu này đúng không này Có Kiemon này không Nói chung là một số cái con đặc biệt thôi mình điểm tên thôi Còn những con khác như ở Domingo S thứ linh tinh ở bên kia nó cũng có thì mình cũng không biết đâu khác hay không bác ấn vào một tướng bất kỳ ví dụ như là katakuri để xem thông tin của tướng không nhưng cái này chắc chờ ra game mình xem cụ thể thôi đọc cái này ngại đọc lắm mà thấy chữ rất là dài Thật ra người ta làm cũng khá là công phu nhưng tuy nhiên là chữ dài quá mình lười đọc ở đây hiện tại nó có sẽ cứ đề cho bạn kỹ năng ở đây có để mô kỹ năng đánh thưởng đánh độ có thể ấn vào để xem đề mô không nhưng ở đây có một cái ở đây là mình thấy là cái là điểm hơi trừ chút là chất lượng đấy chỉ dừng ở mức bốn tám tức là gần như nó không thể lên được cấp độ cao hơn đâu bây giờ thời buổi hiện tại tối thiểu cũng phải là 720 đúng không? Nên không phải 1080 hay là 4K thì ta để cái chất lượng hình ảnh này nó hơi thấp nhé Thì không biết là do hạn chế hay video mới tải hay sao mình không biết. Nhưng hiện tại trước mắt ở đây mình thấy ở đây là chất lượng hình ảnh nó hơi thấp. Mà thì chỉ đánh đánh được mấy giây nhìn cũng chẳng giải quyết gì lắm. có cứ chờ ra game test thực tế nhé Còn ấn vào kỹ năng đánh nộ cũng thế thì cũng chỉ 480 đúng không? Nó chỉ nó không, nó không được rõ nét cho lắm. ra mình không nhìn được rõ lắm, chỉ nhìn qua qua chiêu thôi. Nên mình không đánh giá gì nhiều. Còn tất nhiên là bạn nào muốn đọc thông tin chi tiết của nó thì có thể đọc ở đây thôi kỹ năng đánh thường nó tướng tướng trên ma công đúng không kỹ năng đánh thường đánh độ đều là ma công là tướng ma công tức là katakuri ở bên này là ma công kỹ năng này là gì à? làm thức tỉnh trái quỷ của anh ta biến xung quanh thành mochi tấn công toàn toàn bộ địch tỷ à, lệ bị trúng bẫy à? kata kaku mochi rút 15 máu thành được giống như kiểu rút đập thế mà Nên kiểu nôm na là thế còn bên này kỹ năng nộ là sao nhỉ làm phòng phần khỉu tay à? rồi tạo ra một cái vụ nổ cú đấm tốc độ như rocket ở phía đối thủ tấn công toàn bộ địch sát thương cực lớn là có chữ nhấn mạnh chữ cực lớn này thêm một lần sát thương ha kỳ một lần sát thương bỏ qua ma phòng này và mục tiêu dưới 50 nộ thì thêm một lần sát thương nữa bỏ qua ma phòng đồng thời bị phong ấn trị liệu và trầm mặc một lượt à hồi 75 độ bản thân à và ngẫu nhiên 50 nộ cho một đồng đội bất kỳ à qua qua thôi lúc nào vào lúc nào vào chiến đấu biết là ngon hay dở bây giờ đọc qua qua biết thế yên Phú ở đây là cấp 1 vào trận thì búp khiên mochi à. miễn giảm sát thương và miễn dịch và đây có nó nói rõ là miễn dịch hóa đá đóng băng mê hoặc và hỗn loạn. Mỗi lần sát thương bản thân nhận vào không vượt quá 25% giới hạn máu bản thân này. Mỗi khi có một đồng đội chết thì sát thương tạo ra bản thân tăng 100%. À tức là chết một đứa tăng 100% à. Ô thế 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 chết bốn đứa tăng 400% cơ à? Cũng kinh nhỉ. Rồi miễn dịch choáng và miễn dịch giảm độ này. Cấp 3 sát thương đánh thường đánh độ tăng phần trăm này. Cấp 5 thì sinh mệnh với ma công tăng này cấp 7 đánh nộ có tỷ lệ 3% loại bỏ hiệu quả miễn dịch ma công Cái này giống như kết hợp cả trái ác quỷ vào đúng không? có khả năng miễn dịch ma công đây này. Có 15% tỷ lệ xóa hiệu ứng bất lợi của đối thủ, đồng thời cường hóa tinh thần giúp bản thân được kích hoạt khiên mô chi một lượt. Càng đánh thì càng hăng à, hồi phục 25% máu theo bộ số 2. Cái cứ nhân đôi nhân đôi đều cả kinh nhỉ. À? mà xem trái ác quỷ có gì kinh hơn nữa. Trái ác quỷ ở đây là trái hệ Paramesica à, đặc biệt có thêm chữ đặc biệt nữa chứ, có thêm chữ đặc biệt nữa. Đã thức tỉnh. Đúng rồi, vì trong phim đã thức tỉnh rồi, trên trong game thức tỉnh là chuyện đương nhiên thôi. Ok nhá. Khiến người dùng có khả năng mỗi lần hành động có 35% giúp bản thân không nhận sát thương đồng thường và nộ. À còn, coi như miễn dịch hết cả sát thương rồi. Thế khác gì miễn dịch hết mọi thứ rồi đúng không? Không bị bất cứ hiệu ứng nào tận à? miễn độc và đốt cháy à nói chung con này nữa đầu tiên phải hiểu hôm nay là nó miễn rất nhiều sát thương nó hồi rất nhiều máu nó tăng rất nhiều nộ và nó còn <laughs> kiểu gì ấy nhỉ nó còn cái kiểu miễn dịch rất nhiều hiệu ứng đó, nói chung con này nó thực sự nó cũng khá là toàn diện nó xảy ra nhiều khi nó cái bản có này cái con mà nó nó gây sức hút cho game mà Thật ra nó ra được búp hơi nhiều đúng không và tuy nhiên nó mạnh hay yếu hay là lấy nó dễ hay khó thì mình phải chờ game nó ra biết được không nếu lấy dễ có thể mình sẽ lấy còn lấy khó thì thôi không? tại vì thực ra mình cũng từ từ thong thả thôi đại khái đây mình mới nói cho bạn biết là điều là các bạn đề xuất nhiều thì mình sẽ chơi game này còn tất nhiên là chơi đến bao lâu tùy độ hot của game tùy cái sự hấp dẫn của game hay đơn giản điều là anh em có muốn xem mình chơi game này hay không thì mình sẽ quyết định điều đó nhé ở hiện tại trước mắt là mình nói cho bạn biết một điều chắc chắn ngày đầu tiên ra game mình sẽ quay đó là quay nếu mà dậy sớm được thì mình quay đúng lúc ra game luôn lúc 10 giờ sáng và sẽ livestream trên kênh của mình luôn còn nếu mà mình ngủ quên thì sẽ livestream vào tầm tối khoảng tầm 7 8 giờ tối đó đấy mình báo trước mọi người cái lịch trình thế cũng như review qua mọi người chút cái này đó và ngoài ra mình thấy mấy hôm trước thấy game nó cũng tuyển cộng tác viên đấy nhưng tuy nhiên mình có một số cái ấn tượng không tốt lắm với cộng tác viên thì thôi mình cứ mình cũng từng inbox cho pet game rồi cần uh, kiểu hỗ trợ quảng cáo cái uh, cái gì hỗ trợ hỗ trợ về kiểu phát triển game ấy thì có thể hòa họ, họ mình và không không cần thì thôi cũng không quan trọng lắm còn cái chỗ cộng tác viên kia thì mình nói thẳng các bạn mình không ứng tuyển nhé tại vì ra mình ứng tuyển cộng tác viên mấy lần của một số game rồi thì ra toàn ấn tượng xấu là mình cảm giác là nếu mình làm bị chi phối ở nhà phát hành nhiều quá nó mất đi độ hay của mình ấy nên thành ra thường ấy thường là mình sẽ không sẽ không không bao giờ cộng tác kiểu là, là hoàn toàn với nhà phát hành nữa để ra mình đã trải nghiệm qua vài lần qua game mình đã từng ấy bên năm sáu tám một chút này nhưng mà sau mình thấy nó bất cập quá mình không làm nữa này à, thực ra mình không 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 ứng tuyển quá nhiều bên cộng tác viên mình chỉ kiểu hỗ trợ một hai cái video nhất định livestream thôi chứ mình không phải là làm hẳn à, hay không mình làm hẳn nhiều hơn tí bên vân mộng tứ thời ca ấy thì mình làm cũng khá là kiểu gần như là cộng tác viên chính thức ấy nhưng mà tuy nhiên mình làm xong mình thấy là điều mấy anh quản lý game ấy cứ hay cản trở công việc mình rất là nhiều nhưng kiểu mình muốn làm video này cho nó hay nhưng mấy anh ấy bảo kiểu thời lượng như vậy nó ngắn quá mình muốn làm dài hơn mình bảo bây giờ game nó không có gì dài hơn thì sao làm dài hơn được kiểu kiểu vậy nó dây bất đồng cái quan điểm ấy nên ra nhiều khi mình cũng suy nghĩ luôn Thứ hai bạn hiểu hôm nay là làm cộng tác viên game ấy thì thường là quà in game mà quà in game bạn hiểu hôm nay bây giờ mình cần tiền để sống nhưng mình cũng không cần quà trong game lắm tại vì bạn hiểu hôm nay mình không nạp nữa mình chơi vẫn vui và mình nạp nữa thì mình cũng lại mạnh mình không cần lệ thuộc quá nhiều cái quà in game ấy nên là ra là có gì kiểu vui vẻ với nhau thì mình nhận quà in game thôi còn còn kiểu mình cảm giác khó chịu quá thì mình không không nhận đó là lý do vì sao mình không làm cộng tác viên của game nên vừa rồi game có ra mắt thực ra mình biết thừa là game nó tuyển cộng tác viên nhưng mình không ứng tuyển Mặc dù trước đó mình có inbox ở fanpage hỏi nếu cần thì bảo mình thì mình sẵn sàng thì những cái game nào mình thích thì mình sẵn sàng hỗ trợ cùng nhà phát hành luôn nhưng tuy nhiên là người ta phải mở lời một chút cho mình họ mình đã chủ động mở lời rồi thế người ta đồng ý người ta nhắn lại mình không đồng ý thì thôi không sao cả có cái việc tuyển cộng tác viên thì mình không không làm đơn giản là mình thấy mình mình không, không thích nhưng mà mình tin rằng nếu người ta thực sự là chơi công bằng thì mình nghĩ là mình thừa sức làm mà vì cái đầu tiên các yêu cầu như kiểu là có thời gian là mình có này có kinh nghiệm về game mình quá thừa đúng không và người ta phát triển một kênh về buổi hải tặc mà nên nó ra cái đấy nó quá quá thừa để làm nhưng tuy nhiên mình thấy mà mình có ấn tượng hơi xấu với bên nhà phát hành một chút không mình không nói nhà phát hành này xấu nhưng mình nói là nhà phát hành game nói chung ấy là người ta thường sẽ có những cái quy định nó làm cản trở cái việc mình làm video Để đó là lý do vì sao mình vẫn làm độc lập vậy còn tất nhiên là ai 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 mà nhà phát hành nào vui vẻ mà nhắn tin cho mình thì vui vẻ vẫn làm cùng thôi nhưng tuy nhiên là phải vui vẻ với nhau một chút và tôn trọng cái quyền làm của mình một chút thôi thì bây giờ ông bảo tôi làm ông cứ bắt tôi phải làm thế này cái kia cứ phải khen đều là mình không thích mình thích làm cái gì nó mà có sự khen sự chê đúng không muốn mình khen đều ấy thì làm sao Tại bạn làm tốt thì mình sẽ khen đều đó là những cái lý do vì sao mình không đăng ký là vừa rồi nhé nhiên như là một số bạn sẽ bảo mình như kiểu vào đăng ký đấy nhưng mà thôi mình bỏ thôi đúng không đơn giản như vậy thôi ở đây bây giờ là một chút cái chia sẻ tổng quan mình chút về cái game uh, kỷ Nguyên hải tặc thôi và mình nói chung đấy mình chốt cho bạn sẽ là mình sẽ chơi game này trong thời gian đầu nhé và chơi dài hay không là tùy việc phát triển của game cũng như việc anh em ủng hộ hay không còn bây giờ trước mắt là video là chỉ điểm qua một số về game thôi bây giờ giới thiệu bạn biết là ngày 26 ra mắt đấy và nếu anh em là thích lập đội ra cùng mình thì có thể inbox cho mình cũng như là tham gia vào cái nhóm của mình nhé mình có một cái nhóm mình sẽ để link phần mô tả cái nhóm facebook cái nhóm dành cho em nào thích chơi game cùng mình thì có thể vào đấy tạo nhóm ta chung game nào ta chơi cùng nhau cũng được Nếu thích lập công hội chung thứ thì bảo mình không thoải mái thôi còn mình thì mình không ai bảo gì thì mình cứ vào bừa công hội nào đó thôi nói chung mình rất là thoải mái còn nói chung cái cách chơi game này mình nói chung là mình biết cách chơi thì rất thành ra mình có thể hỗ trợ anh em chơi cái này tương đối, đúng không? và tất nhiên là bảo biết hết mọi thứ này đề môi người xem tất cả mọi thứ thì ông viên quan vấn đề tiền bạc nhiều thì cái này mình không khẳng định được, nhưng tuy nhiên mình sẽ hỗ trợ anh em nhiều nhất có thể, đúng không? cũng như là đổi gió một chút cho kênh, đúng không? để suốt ngày làm mỗi bên thì cảm giác cũng hơi chán, để làm thêm cái gì mới tí nữa rồi ok nhé. và bây giờ mình xin chào tạm biệt mọi người tới đây đúng không? nếu bạn thấy video này hữu ích cho bạn đừng quên là like, như đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. và bây giờ mình xin chào hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. xin chào các bạn nhé. xin chào.